Xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Sáng nay thì có vợ đi làm sớm cho nên là cũng tranh thủ cập nhật một số những cái thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là cái thông tin mà về Sư Minh Tuệ và bà Hằng đã cho mọi người cùng nghe. Có khá nhiều những cái tin tức mà nóng hổi ở bên lề thưa quý vị. Đặc biệt là sáng hôm nay thì mình có nghe một cái thông tin mới rằng là vợ chồng của anh Thịnh và chị Linh đó lập một cái đạo giáo phái mới gì đó mà lấy trên danh nghĩa của Sư Minh Tuệ. Chuyện này là không biết như thế nào, không biết là Sư Minh Tuệ là có đồng ý hay không, hay là như thế nào mà các em của sư rồi các rồi anh của sư rồi lại là có những cái vấn đề này, lập ra gì cái như là công ty rồi Thiên Định Tuệ gì đó là cũng lấy tên trên danh nghĩa của Sư Minh Tuệ, rồi em trai thì bây giờ làm cốc làm này nọ, rồi bắt đầu là lấy tên trên cái danh nghĩa để lập những cái đạo giáo phái mới gì các anh em YouTuber đưa lên. Mình nói cũng, nếu mà đây là sự thật thì mình thấy nó kỳ quá. Tại vì cái như là quý vị biết á, rằng là trước đây mà vài năm trước đó, tức là trước cái năm 2024 này đó, là Sư Minh Tuệ chưa ai biết hết đó. Nói chung là không có nổi tiếng đó, không đổ trội lên thì sao quý vị, không có đổ trội lên không ai biết, thì bây giờ bên gia đình cũng lúc thời điểm đó thì cũng không ai biết là ông Thình là ai, ông Tuấn là ai, rồi ba mẹ của Sư Minh Tuệ là ai cả, đúng không? Thời điểm đó là coi như là gia đình rất là bình yên, đặc biệt là cha mẹ của Sư Minh Tuệ rất là bình yên luôn, không ai biết cả, không ai tới để mà quay phim để quấy phá. Rồi từ khi mà Sư Minh Tuệ bắt đầu là nổi tiếng lên một cái là cộng đồng mạng họ mới soi. Mà cộng đồng mạng là soi là hay lắm, họ soi là ra ngay, ra luôn cả gốc gác, địa chỉ, quê quán, cha mẹ, anh chị em là ai, ai biết hết luôn quý vị. Rồi ngay cái thời điểm mà Sư Minh Tuệ về lại Gia Lai để làm căn cước công dân đó, thì sao? Thì bắt đầu họ kéo tới nhà cửa, đặc biệt là kéo tới nhà ba mẹ của Sư Minh Tuệ, gây phiền phức cho các đấng sinh thành. Mà ông bà là tuổi già sức yếu, coi như là hiền hòa, ai hỏi gì thì nói đấy, thậm chí họ vô nhà của ông bà mà họ ăn nằm ở trong đó luôn mà. Nấu cơm, nấu nước, rồi ăn này, rồi leo lên giường của người ta nằm luôn, thật sự mà nói là đóng cọc cho đó luôn. Rồi cứ như là các một số những YouTuber nhảy vào trong tường, trong khi mà nhà tường nhà của họ là đã đóng cửa, đóng then gài, và leo cổng vô trong rồi nằm phía sau cái sân sau á, ngủ ở đó luôn, là canh luôn, canh Sư Minh Tuệ để mà quay. Thời điểm đó là kiếm tiền ngon quá mà, cho nên là tìm mọi đủ mọi cách để mà quay. Thời điểm này là ông bà già của Sư Minh Tuệ là sợ quá rồi, là có gì bây giờ là cái là cấm không cho quay luôn, để bản là cấm luôn, cấm không cho quay nữa. Tại vì sao? Khi mà quay á thưa quý vị, rồi nói những cái lời lẽ nó xuyên tạc, nó không có sự thật. Quay cảnh thì được rồi, cái này là bình luận thêm vô để cho khán giả nghe, mà dẫn dắt dư luận bằng những cái luận điệu coi như là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến gia đình của họ. Cho nên ông bà là coi như là cấm luôn, không cho quay. Và đề nghị công chức năng vào cuộc để mà xử lý những trường hợp mà coi như là câu view câu like mà giật tích mà để mà làm ảnh hưởng đến họ. Vì thấy rõ ràng không? Bây giờ là coi như là lại có cái vụ mà em ruột cộng với lại em dâu lập ra cái đạo giáo gì mới gì, trên danh nghĩa Sư Minh Tuệ, mà cái đạo giáo gì đó. Ngày xưa là bên phía của cái công ty mà là Thiên Định Tuệ vậy đó quý vị, treo những cái lá cờ lạ là mình thấy là nó hơi kỳ kỳ rồi nha. Không biết là cái lá cờ đó là cái lá cờ thì là biểu tượng cho cái hiện tượng gì, cho cái gì, cho cái đạo nào đó, mình thấy nó kỳ kỳ rồi. Cộng đồng mạng hình lên án quá rồi, bây giờ là cái như là gỡ xuống, gắn lên những cái lá cờ, những coi như là những cái lá cờ mà một màu đó đó. Bây giờ là dựa vào cái danh nghĩa của Sư Minh Tuệ để mà trục lợi quý vị, bởi vì Sư Minh Tuệ là cái lượng fan rất đông, cho nên họ dựa vào cái hiện tượng này để họ trục lợi cho cá nhân thôi.
Cho nên là cộng đồng mạng là phải dứt khoát là phải là lên án vấn đề này. Tại vì sư Minh Tuệ là tu thành đầu ra của Phật Thích Ca ngày xưa, chứ không có cái đạo giáo nào khác hết á. Đạo này là đạo Phật chứ không có không đạo nào khác. Sư Minh Tuệ là niệm A Di Đà mà, Phật A Di Đà mà, tức là cái như là Phật, chứ không có cái đạo, kể cả những cái đạo gọi là đạo nhân quả hoặc là đạo gì đó. Đó. Rồi như là tìm cách là đem thầy về, không ạ, mở ra cái công ty đó để tìm cách làm gì, để người cách là đem thầy về. Mà khi mà thầy mà về trong cái đó mà tu trong đó rồi đó, thì lúc đó nó sẽ không còn hạnh đồ đà nữa. Cho nên là thầy cũng đã kiên quyết nói với vấn đề này rồi, tức là tu ở trong đó cái như là thí dụ như là mở ra thì sẽ ghé về, nhưng mà có vấn đề ở chỗ là nếu như mà thấy mà không đúng, có vẻ như là trục lợi, có vẻ như là kinh doanh hoặc là du lịch hay là cái gì đó, thì thầy không tới, chẳng thà thầy ngủ trong nghĩa địa đó. Nói rõ ràng cái quan điểm, chứ không phải mà rước thầy về xong rồi bắt đầu là cộng đồng ùn kéo tới rồi là mở ra những cái khóa tu tập gì đó, phải không ạ? Mở ra những khóa này khóa đó thì lúc đó nó không còn là cái hạnh đầu đà nữa quý vị. Và thầy nhất khoát là sẽ không làm cái điều đó. Lúc đó tới tu tập xong rồi cúng dường, phải không ạ? Rồi cúng dường rồi quyên góp rồi này nọ. Nó rất là phức tạp luôn. Cho nên cộng đồng bạn là phải xem xét kỹ cái vấn đề này để mà tỉnh táo. Đó. Hôm nay cũng vậy, mình thấy cái hiện tượng của cái fan mà của bà Hằng, cái fan của Sư Minh Tuệ, hai cái fan mà đấu đá nhau kịch liệt, dùng những cái lời lẽ thô tục mà để mà chửi bới nhau. Trong khi cái câu chuyện này thì không phải là cái câu chuyện của họ. Đó, chuyện này là chuyện của người khác mà họ là mang vào trong mình của mình, họ sân si. Trong khi là bà Hằng là một cái người phải nói rằng là cũng là làm thiện nguyện rất là tốt, có cái tâm nhân ái. Tuy là những lời nói đôi khi nó hơi thô tục nhưng mà cái tâm thì rất là tốt. Còn bên phía Sư Minh Tuệ thì không nói gì cả, ổng chỉ là hành pháp thôi, không có, cho nên là đụng chạm đến một bất cứ một cái người nào đó. Chỉ là cái là buông bỏ rồi ăn cơm ngày một bữa, ngủ trong nghĩa địa, rồi mặc y phấn tạo vân vân, và lúc nào cũng là cầu phúc cho mọi người, cũng là hoan hỷ. Vậy mà cũng vô chửi người ta, có như là dùng những cái lời lẽ mạt sát, có như là thậm tệ. Mà hai cái fan này không biết là hai cái fan là loại fan gì, fan cuồng, fan u mê hay là fan nửa mùa hay là như thế nào đó, mình cũng không biết nữa. Chứ mà thật sự fan chân chính thì không ai làm vậy. Fan chân chính thì không ai vô mà để mà cái như là chửi rủa như người ta như vậy, trong khi là họ là đã buông bỏ rồi, đúng không? Họ đã buông bỏ rồi đó. Cho nên chúng ta phải coi lại những vấn đề này, không cần thiết phải làm như thế. Bởi vì càng làm như thế đó thì họ càng lôi ra những cái quá khứ của nhau ra, nó không hay chút nào cả. Ví dụ như bây giờ, ok, bây giờ bà bạn là fan của bà Hằng này chửi rủa Sư Minh Tuệ đi, thì bên phía của cái fan Sư Minh Tuệ sẽ lôi những cái điều mà không tốt của bà Hằng lôi ra, hoặc là bên phía của fan Sư Minh Tuệ, đúng không, mà vô để mà chửi rủa mà mạt sát bà Hằng, thì chắc chắn là fan của bà Hằng sẽ tìm mọi cách để mà hạ bệ Sư Minh Tuệ, tìm những cái quá khứ, tìm những cái này cái nọ, rồi theo dệt, rồi làm tất cả những chuyện mà có thể là để tìm mọi cách để mà tru dập, để mà hạ bệ Sư Minh Tuệ cho bằng được. Thì cả hai đều không tốt quý vị, cả hai đều không tốt. Cho nên chúng ta phải xem xét lại cái vấn đề này, có cần thiết phải làm vậy dễ không. Nhưng mình nhường nhịn nhau, mình làm tốt với nhau, dĩ nhiên là mình có sự góp ý, mình có sự góp ý, nhưng mà cứ góp ý một cách rất là công tâm, và nói chung là để tạo cơ hội để cho những người ta sửa đổi. Giống như là mình cũng thích coi cái diễn đàn của anh Tòa, của cái diễn đàn của 2016 đó, ảnh phân tích cũng có những cái điều anh phân tích nó khác quan điểm của những người kia, nhưng mà thật sự mà nói đó là ảnh đưa ra những góp ý, và cái người kia họ, nếu mà họ thấy đúng thì họ làm theo, còn nếu họ thấy không đúng thì cái đó là chuyện của họ. Chứ không phải mà góp ý xong thấy người ta không làm rồi nhảy vô chửi trù dập người ta, không phải như vậy. Cái cách làm của anh diễn đàn 2016 nó giống y chang như cách làm của Quốc Võ đây,
Tức là mình vẫn nhận ra những cái điều họ làm chưa đúng. Mình lên trên mạng xã hội để mình nói chuyện, nhã nhặn từ tốn và mình góp ý cho họ. Nếu họ thấy đúng thì họ sửa thôi. Còn ok, họ không sửa thì cái đó là chuyện của họ làm. Mình không ủng hộ những chuyện làm sai. Mình không cổ suý cho những việc làm sai, chửi bới nhau trên mạng xã hội. Nhưng không phủ nhận những cái điều tốt họ đã làm. Cái đó là quan điểm nó rõ ràng quý vị. Và không vì những cái chuyện mà họ làm trái quan điểm của mình đi, rồi cái mình là trước đây là mình đã từng là tung hô họ, mình đã từng ủng hộ họ, bây giờ vì những chuyện nhỏ đó mà mình quay xe mình chửi họ, không phải như vậy. Quý vị biết rằng là cái tự do ngôn luận ở Mỹ này là cao lắm, mỗi người đều có một cái quan điểm riêng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bầu cử tổng thống, thưa quý vị, bà Kamala Harris và ông Trump. Thì bây giờ ok, bây giờ Quốc Võ là một người ủng hộ ông Trump và một người bạn thân của Quốc Võ ở ngoài đời đây là ủng hộ bà Harris. Như vậy thì đã là bạn thân với nhau rồi, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Bây giờ chẳng lẽ vì những cái quan điểm trái chiều đó mà nghỉ chơi nhau rồi đem nhau ra bêu xấu rồi chửi rủa nhau rồi lôi những cái quá khứ của nhau ra mà chửi sao? Đâu phải như vậy quý vị. Cái trái quan điểm về cái chính trị, về xã hội thì nó vẫn là trái quan điểm. Tức là khi gặp nhau thì chúng ta cũng không có nên bàn tới sâu với mấy cái chuyện đó, nó dễ gây ra những cái xích mích không đáng có. Nhưng mà ngoài ra những chuyện đó ra thì còn tất cả những cái điều mà tuyệt vời khác ngày xưa, thuở mà thơ ấu, ăn tắm mưa, ăn dầm nằm về với nhau này nọ, học hành chung trường chung lớp thì đó, vân vân. Những quá khứ nó quá đẹp đó, đâu có gì một cái chuyện nhỏ trái quan điểm về chính trị mà lại là sao, lại là nghỉ chơi nhau rồi là chửi nhau rồi bê xấu nhau sao được quý vị, sao được. Cho nên những người nói mà trước đây tôi đã từng là fan cuồng của bà Hằng đó nha, tôi yêu thương bà hết mực luôn, nhưng mà từ ngày mà bà lên bà nói xấu Sư Minh Tuệ là tôi nghỉ chơi, tôi quay xe, tôi bây giờ tôi chửi cho đã miệng. Như vậy sao gọi là fan được? Cái này là fan nửa mùa thôi, tào lao đó. Phải rõ ràng là như vậy quý vị, không vì một cái chuyện nhỏ mà người ta đá đổ đi một cái gì đó mà nó lớn lao. Mà ngược lại Sư Minh Tuệ cũng y chang như vậy, tức là fan của Sư Minh Tuệ cũng phải cân nhắc kỹ những cái vấn đề này. Không thể nào mà mình nói là thầy tôi, sư phụ tôi, cái này nọ. Thầy tôi mà sao không học được từ thầy bất cứ một cái gì hết này, mà sân si quá, đúng không? Thí dụ như mình gọi Sư Minh Tuệ là thầy thì mình ít nhất mình cũng học được một cái sự buông bỏ. Mình phải học được cái là không tham sân si, mạn nghi ái kiến, đúng không? Mình bớt đi những cái hỉ nộ ái ố trong cuộc đời mình, và mình lúc nào mình cũng nhã nhặn, mình từ tốn giống như là Sư Minh Tuệ đó. Quý vị có thấy sư có chửi ai không? Hay là sư lúc nào cũng cười hết á, cho dù là cực khổ cỡ nào, cho dù coi như là cái ai có đánh mắng chửi mình, thậm chí là tác động vật lý đến nỗi mà đổ máu, thì sư cũng vẫn mỉm cười và chúc cho họ hạnh phúc. Tại sao mình không học được một phần nào đó? Thí dụ mình không học được 10 phần, thì mình cũng học được một hai phần chứ, đúng không ạ? Cái này nó thấy là quá sân si đi. Khủng khiếp luôn á, mình vô trong những hội nhóm kín, trời ơi, họ chửi rồi hả, comment trên YouTube hoặc là Facebook hoặc TikTok vậy đó, họ chửi quá trời luôn, dùng những cái ngôn từ mạt sát mà nó chửi bà Nguyễn Phương Hằng, trong khi bà Hằng không đáng để mà bị chửi như vậy quý vị, không đáng. Quý vị cứ nhìn lại đi. Có những người họ nói rằng là tại sao bà Hằng lại nói là tôi là vì dân, là vì nước. Ủa, bà không vì dân thì vì ai? Có nhiều người họ nói mắc cười lắm nha. Họ nói là cái từ mà vì dân đó phải dành cho những người lãnh đạo của đất nước, của những đảng viên, của những nhà cầm quyền lãnh đạo đất nước mới được dùng cái câu là vì dân. Đó là lời của những nhà báo đó quý vị. Nhà báo nhưng mà bị thiếu iốt, thiếu suy nghĩ. Mùa Covid-19 bà Hằng đã coi như là hiến cho mấy hectare đất gì đó trị giá cả ngàn
tỷ đồng để mà giúp đỡ cho đồng bào của tỉnh Bình Dương vượt qua Covid-19. 50.000 bình oxy, đúng không ạ? Bình oxy để mà thở, để giúp cho đồng bào bị Covid-19. Đồng bào bị Covid-19 ngay thời điểm đó có cả người giàu và người nghèo, thưa quý vị, chứ không phải là chỉ có người nghèo không. Không phải là bà già bà Hằng mới giúp cho người nghèo không, mà nói rằng là thay vì nói là vì dân thì nói là vì người nghèo thì nó hay hơn. Trong thời điểm đó giàu nghèo gì cũng giống nhau quý vị. Khi mà đã tới ngày tận thế rồi đó, giàu nghèo gì như nhau hết. Khi mà coi như là bạn có thể là bạn giàu ngày hôm nay, nhưng mà biết đâu ngày mai là bạn coi như là bankruptcy, tức là bạn coi như là vỡ nợ, mình cũng không biết được, trở thành một cái người nghèo khó đất đâu không? Chưa chắc đâu, cuộc đời này hả? Nhanh lắm. Cuộc đời này vô thường, mình không thể nào mà mình biết được là ngày sau sẽ ra sao. Cho nên mình đừng có nói chắc là mình đang giàu nha quý vị. Thì thời điểm đó không phải vì dân là vì ai, đúng không ạ? Mấy ngàn trăm tỷ, cả ngàn tỷ đồng trong những cái quỹ từ thiện để mà giúp đỡ cho đồng bào ngay cái thời điểm mà coi như là bị hạn hán, bị hạn mặn tại tỉnh Bến Tre và những tỉnh lân cận của đồng bằng sông Cửu Long, thưa quý vị. Thì sao quý vị? Thời điểm đó không có nước ngọt để uống, bà Hằng đã làm những cái hệ thống lọc nước tới như là hàng rất là nhiều tỷ đồng. Thời điểm đó người giàu người nghèo gì cũng cần nước hết. Bạn đừng có nói là bạn giàu thì bạn sẽ không có dùng những hệ thống lọc nước đó nha. Như vậy thì không phải vì dân là vì ai. Ông Dũng, bà Hằng là những người sống vì dân vì nước, mình dám khẳng định là như vậy quý vị. Khi mà họ đã ghét rồi thì cái gì nói ra họ cũng coi như là họ cũng coi như chỉ trích, họ cũng châm biếm, đặc biệt là một số những nhà báo mà nhà báo lá cải đó, thưa quý vị, nhà báo mà không tên tuổi đó, lên tự xưng mình là nhà báo, xong rồi viết bài để làm gì, để dẫn dắt dư luận, rồi để cho những cái YouTuber mà nó không có hiểu biết lúc nào là cũng là lên trên mạng để chửi rủa bà Hằng đó, dùng những cái tờ báo đó, dùng những cái bài viết đó để mà châm biếm, để mà chỉ trích người ta, trong khi họ chả hiểu biết gì. Cái này là không có bên vực bất chấp nha, cái này là mình nói phân tích theo một góc nhìn rất là khách quan của một người đang sống tại nước ngoài, có một sự hiểu biết nhất định và một cái tự do ngôn luận để mà phân tích cái vấn đề thôi, chứ không phải mà bên cho bà Hằng bất chấp đâu quý vị nha. Như vậy không phải vì dân vì nước là vì cái gì? Bà Hằng mới nói đúng, không sai quý vị. Còn vì người nghèo chỉ là một khía cạnh nào đó trong cái sự thiện, trong cái vấn đề thiện nguyện của ông Dũng, bà Hằng thôi. Dĩ nhiên là người nghèo họ mới cần phải có coi như là cái sự giúp đỡ của những cái mạnh thường quân, thì trong đó bà Hằng. Và mình khẳng định một điều rằng từ trước tới giờ đó mình chưa bao giờ thấy cái mạnh thường quân nào tại Việt Nam, kể cả những đại gia mà tầm cỡ nha, chưa bao giờ thấy một cái người đại gia nào mà bỏ tiền nhiều như bà Hằng để mà làm thiện nguyện. Mình chắc chắn một điều là như vậy, vì mình chưa bao giờ thấy. Có thể là có hay không mình không biết, nhưng mà đối với mình, bản thân mình chưa bao giờ thấy. Như vậy không phải vì dân vì nước là vì cái gì? Khi đất nước cần là sẵn sàng bỏ hiến cho bộ đội Trường Sa, Hoàng Sa những cái mảnh đất giá của hàng ngàn tỷ, mở ra những cái quỹ từ thiện để mà giúp đỡ cho những cái người mà mới vừa ở tù ra, họ cần có cái việc làm. Những người mà phạm nhân vừa mới ra khỏi trại giam đó, bây giờ họ cô thế, họ bị coi như là một cái sự coi như là khinh rẻ của cộng đồng. Thì bà Hằng mới nhìn ra được cái vấn đề đó, bà mới giúp đỡ, mở một cái quỹ để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đó, để cho họ tự tin hơn trong cuộc sống, để họ lấy làm lại từ đầu, họ không có quay về con đường phạm tội cũ nữa quý vị. Thật sự những cái người mà phạm tội đó, đôi khi họ cũng không hẳn là họ muốn làm những cái điều đó, bất đắc dĩ hoặc là những cái sự vô tình, không phải là cố ý mà phạm tội, rồi bây giờ bị mang một cái án ở trên người như vậy. Tuy là đã coi như là chấp hành xong cái án tù rồi, nhưng mà cái sự mà ở trong tâm, trong đầu của họ đó, nó vẫn còn đó, rồi cái sự khinh rẻ của cộng đồng nữa, nói thằng này mới ở tù ra này là vớ vẩn.
thì những người mà họ có tâm lương thiện đó, thật sự mà họ yêu mến đó, thì họ mới nghĩ ra được cái vấn đề đó, chứ không ai nghĩ ra. Rồi cái quỹ giờ vàng là cái quỹ rất là đặc biệt luôn, mà mình rất là thích luôn. Tại sao lại có cái quỹ giờ vàng quý vị? Cái quỹ giờ vàng là cái quỹ gì? Ngay thời điểm mà tan sở làm 5-6 giờ chiều đó, đường xá Sài Gòn nó rất là đông đúc, rồi kẹt xe, rồi tai nạn giao thông. Rồi khi mà tai nạn giao thông mà nó xảy ra một cái đó, thì sao quý vị? Thì lại là không ngay lập tức thời điểm đó đó, ngay chỗ phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy nó đông khủng khiếp luôn. Và quý vị biết rằng là thời điểm đó là sao? Bởi vì là nó quá đông đi, cho nên á không có cái nhiều cái cơ hội để mà chữa trị kịp thời. Quý vị biết là không có nhiều cái cơ hội. Bởi vì thứ nhất là thí dụ giả sử như có những hoàn cảnh mà khó khăn, nghèo khó đi, không có cái cơ hội để mà chữa bệnh. Bây giờ họ bỏ lăn lóc rồi đó, họ không đem vô họ chữa bệnh, và ngay thời điểm đó nó rất là nguy hiểm tính mạng thì sao? Thì bà Hằng bà có một cái quỹ để sẵn trong cái bệnh viện đó để làm chi? Để mà kịp thời rút tiền ra để mà cấp cứu kịp thời cho những cái bệnh nhân này. Chỉ người cái tâm thật sự họ mới nghĩ ra ra vấn đề đó. Còn mình từ thiện, ok, mình từ thiện theo mùa. Một số những nghệ sĩ ha, hoặc là một số những mạnh thường quân từ thiện là từ thiện theo mùa thôi. Thí dụ như là miền Trung lũ lụt rồi cho vài chục triệu. Miền Bắc là lũ lụt cho vài 3 triệu. Miền Tây hạn hán làm vài cái giếng nước để nước ngọt. Hoặc là đi trên đường thấy cái người nào khó khăn, ok, xè tay xin tiền thì mình cho. Thấy một cái bà bán xí số thấy khó khăn, mua cho vài tờ số để giúp đỡ. Đó là từ thiện theo mùa. Nhưng mà mình không có nghĩ ra được một cái mục đích từ thiện cao cả hơn. Chỉ có những người nào có cái tâm thật sự, chỉ có những người nào có tiền thì họ mới nghĩ ra được những cái vấn đề đó. Như vậy không phải vì dân vì nước là vì cái gì quý vị? Bà Hằng nói đúng, không sai. Chỉ có những người nào coi như có cái tâm mà chỉ trích, cái tâm mà coi như là tìm tòi moi móc để mà nhục mạ người ta đó, thì họ mới là sai. Họ nhìn thấy cái gì cũng sai hết á. Bây giờ khi mà họ đã ghét rồi đó ha, thì bất cứ cái gì bà Hằng nói đều sai. Đó quý vị, bà Hằng bắt có cái tật á, bà trả đũa ngay lập tức đối với những người nào mà chỉ trích moi móc bà. Nhưng mà nói chuyện với người đàng hoàng thì bà rất là lịch sự, nói chuyện rất là đàng hoàng. Trả đũa, bà Hằng là cái người là trả đũa ngay lập tức. Không có phải giống như là sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ, ok, ông chửi tôi, ông mắng tôi, tôi mặc kệ. Tôi buông bỏ, tôi mặc kệ, nhưng bà Hằng khác. Bà Hằng là thấy là phan liền, nhưng mà tâm không ác. Nhưng mà nói chuyện với người đàng hoàng thì bà rất là đàng hoàng. Chứ không có mà dùng đao to búa lớn. Chỉ có những người mà lương lẹo, moi móc đó, thì bà phan thẳng, bà không có ngại. Và bà không sợ bất cứ người nào. Ở tù bà còn không sợ, mà làm gì bà sợ ai. Đó, cho nên chúng ta phải rõ ràng, minh bạch về cái vấn đề đó. Sẽ còn rất là nhiều những vấn đề cần chia sẻ, nhưng mà hôm nay Quốc Võ nói vắn tắt để cho một mọi người cũng hiểu thôi. Đó, chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip đặc biệt sau đây. Đó, Quốc Võ và Candy Đặng Kẹo Ngọc Bonsa sẽ coi như là khuyến mãi một cái đợt tuyệt vời về collagen. Chắc chắn quý vị sẽ thích nha. Chưa có một cái khuyến mãi nào mà tuyệt vời như khuyến mãi lần này. Và sản phẩm chỉ có hạn thôi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi clip sau đây để mình biết thêm chi tiết nhé. Xin chào cả nhà, Quốc Võ và Candy Đặng, tức là bé kẹo đó. Thưa quý vị, tái trở lại và giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất là tuyệt vời luôn trong ngày hôm nay. Đó là collagen. Xin mời em. Thú vị, chắc là cái sản phẩm Sugar Collagen này nè, mà quý vị nào mà ở Mỹ thì chúng ta đã biết cái sản phẩm Sugar này rất là nhiều rồi đúng không ạ? Thì hôm nay Candy Quốc Võ sẽ giới thiệu quý vị chi tiết hơn để biết là vì sao chúng ta cần cái chọn cái sản phẩm nào. Tại vì trên thị trường hiện tại là anh Quốc Võ biết là có rất là nhiều sản phẩm collagen. Thì có rất là nhiều người họ biết là không biết uống cái nào để cho đẹp hay uống cái nào cho khỏe. Thì hôm nay Candy sẽ giải thích một số tính năng mà Sugar Collagen mang lại cho quý vị.
Đầu tiên là nguồn gốc trước nha quý vị. Cái sản phẩm này tại sao mà Candy Quốc Võ tự tin mang đến cho những người yêu mến mình, những khán giả của mình, là tại vì nó được sản xuất bởi nhà máy dược phẩm hơn 95 năm tại Nhật Bản quý vị. Có nghĩa là một cái nhà máy mà với một cái bề dày kinh nghiệm như vậy thì quý vị sẽ thấy được đủ cái độ tin tưởng là tại sao nó tồn tại 90 mấy năm qua. Đó là cái gọi là lớn hơn tuổi ông bà của Candy nữa. Cái thứ hai nữa là nó là nhà máy dược nên họ nghiên cứu rất là kỹ về từ thành phần với công dụng, và đặc biệt là 100% tại Nhật Bản. Thì khi mà với những cái thành phần, và đặc biệt Candy nhắc lại là tại sao Sugar Collagen mà được rất là nhiều các cô chú anh chị yêu mến, là tại vì nó là cái dạng collagen peptide, là thủy phân, mình uống vô nó absorb, hấp thu hoàn toàn trong cơ thể của mình. Mình không có sợ bị nóng hay là không sợ bị dư ra, hay không sợ bị ảnh hưởng đến gan thận của mình với cái lượng quá tải. Còn mình nói giống như là thủy phân, là giống như một dạng thức ăn cho những cái tế bào da của mình, tế bào xương, tế bào tóc của mình nha quý vị. Và thời gian qua thì khi mà Candy Quốc Võ bán cho khách hàng của mình thì nhận được, nói chung hình như là 99.9% là khách rất yêu mến nó. Khi mà có một khoảng thời gian mà nhà máy thiếu nguyên liệu, họ không sản xuất kịp, quý vị biết là khách hàng của Candy Quốc Võ là họ gọi là mong đợi mà thậm chí là họ giống như là bị thiếu heroin vậy, có là họ sợ là ôi tôi họ không đẹp nữa hay là không khỏe nữa quý vị. Là tại vì uống cái sản phẩm này chúng ta ngủ rất là sâu và ngon, tại vì nó có rất là nhiều vitamin và khoáng chất, nó giúp chúng ta relax hệ thần kinh. Nên cái collagen này rất là đặc biệt là mình uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nó không phải giống những loại khác là uống vào ban ngày hay là mình sợ bị nóng, mà buổi tối mình uống mình ngủ rất sâu và ngon. Rồi các cô chú anh chị lớn tuổi ai cũng đau nhất là bị đau nhức xương khớp, thì mình nó sẽ đỡ đau nhức xương khớp. Còn quý vị nào mà đang lăn vì da chảy xệ nhăn hay là da mình không đều màu, thì sản phẩm này nó có vitamin C, nó có HA, và đặc biệt collagen sẽ giúp da mình căng bóng hơn. Và không biết là anh Quốc Võ có muốn chia sẻ thêm về thành phần nào cho khán giả của anh nữa không ạ? Thưa quý vị, có một số người họ hỏi rằng là cái collagen này mình thấy nó có vị ngọt như vậy, những người tiểu đường uống có được hay không đó, thì em giải thích đi như thế nào? Thưa quý vị, thật sự rất là nhiều cô chú anh chị bị tiểu đường, họ rất ngại khi uống collagen, mặc dù họ rất muốn bổ sung. Riêng cái sugar collagen này thì những cô chú anh chị nào mà bị tiểu đường và cao máu đó uống rất là tốt. Nó giúp ổn định và cân bằng đường huyết của mình, chứ không có sợ bị tăng cái lượng đường của mình. Nên càng bị tiểu đường thì mình càng nên chọn cái sản phẩm này nha. Mình sẽ không bị tăng lượng đường mà nó còn giúp ổn định lại lượng đường cho chúng ta. Tại vì quý vị biết là có những người tiểu đường mà họ đã bị biến chứng qua sưng những cái khớp á, nó còn ổn định lượng đường cho mình mà còn làm không đau giảm những cái sưng ở cái khớp của mình nữa quý vị nhé. Hay quá. Dạ. Như vậy thì em, hôm nay có những cái khuyến mãi tuyệt vời cho khách hàng của anh như thế nào? Thưa quý vị, nếu mà ngày hôm nay thường thường quý vị mua một cái sản phẩm collagen một hộp như vậy nè nha, mình sẽ có 10 chai như vậy, thì thường trên thị trường hay đang bán là $90 trở lên. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị mua từ anh Quốc Võ, quý vị chỉ trả có một $90, nhưng mà mình mua 2 hộp mình sẽ được tặng 1 hộp là 180 đồng, mình sẽ được tới 3 hộp là mình có tới 30 chai này. Hoặc là mình mua 6 hộp mình sẽ được tặng thêm 4 hộp nữa là mình được 100 chai Sugar Collagen nha quý vị. Nhưng đặc biệt nếu quý vị mua từ anh Quốc Võ, nếu quý vị mua option là 3 hộp mua 2 tặng 1 thì mình sẽ được tặng thêm 1 hộp bổ phổi. Nếu quý vị mua 6 hộp thì anh Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị là 2 hộp bổ phổi và giải độc phổi. Thì nếu mà quý vị biết là sẽ thắc mắc là tại sao không có tặng gì khác mà tặng cái sản phẩm này, tại vì mùa đông sắp đến, lá phổi của chúng ta cần được bảo vệ để chúng ta không bị ho, không bị suyễn, không bị khò khè, không bị đàm ở cổ, và đặc biệt là không bị cảm lạnh, thậm chí là không bị COVID trở lại. Tại vì COVID thì nó sẽ có rất là nhiều biến chứng, thì sản phẩm này sẽ giúp chúng ta bảo vệ lá phổi của chúng ta không có bị khò khè, hen suyễn. Một ngày chúng ta chỉ uống 6 viên thôi, và sản phẩm này trên thị trường hiện tại đang bán từ 60 đến $80 một hộp nha quý vị nhé, 180 viên. Thì đó lý do tại sao mà sau khi cân nhắc thì chúng tôi sẽ tặng sản phẩm là bổ phổi và giải độc phổi cho quý vị, đặc biệt là quý vị nào đã từng bị COVID, phổi yếu, hò hẹ, khò khè, khó thở, đàm ở cổ, và đã từng bị COVID cũng như là có tiền sử phổi yếu rồi làm việc trong môi trường bụi bặm quá chất, thì chúng ta nên thử sản phẩm này và uống điều đạm nhất. Quý vị sẽ thấy được là lá phổi của mình cải thiện và sức khỏe của mình cải thiện một cách rõ rệt. Và cái đi nhắc lại là khi mình uống kết hợp hai sản phẩm này, mình vừa đẹp da, đẹp tóc, trẻ hóa tế bào da, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, thì quý vị sẽ thấy được là chúng ta càng ngày càng có sức sống hơn, và càng uống chúng ta sẽ càng khỏe hơn rất là nhiều về thứ nha quý vị nhé. Hay quá.
quý vị mau order để cho mình có một cái như là nhận được một cái đợt khuyến mãi tuyệt vời này từ những sản phẩm của collagen và thuốc bổ phổi thưa quý vị. Tất cả 100% từ Nhật Bản nha quý vị. Nhật Bản nhớ là tại vì Candy biết rằng quý vị biết là sản phẩm bây giờ có trên thị trường từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, nhưng mà Candy tin rằng những cái sản phẩm đến từ Nhật Bản và với nhà máy bề dày kinh nghiệm như vậy, quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm và Candy tin rằng kết quả và chất lượng sản phẩm sẽ không biết nói dối. Hãy tin Candy, thử Candy mỗi một lần, quý vị thử uống một lần coi là có đạt được những cái kết quả tính năng và công dụng giống như nãy giờ Candy chia sẻ quý vị hay không nha. Như vậy thì phải mau mau liên lạc số điện thoại là 7142479474 gặp trực tiếp Quốc Võ nha quý vị. Nhớ quý vị nha, gọi Quốc Võ 7142479474 nha quý vị, để quý vị sẽ được Quốc Võ tư vấn kỹ hơn cũng như quý vị có thể uống được sản phẩm đến từ Nhật với giá gọi là tuyệt vời nhất, gọi là hợp lý nhất và rẻ nhất trên thị trường hiện nay nha quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị.